noite. Thank you.
chú kia mất thời gian lắm, bởi lớp khác nó lên. Chân nó mất thời gian, chế chân đi, chế chân thêm phun mở thêm thêm miếng gác vô. Mặn muốn chết. Đích ra kìa, sắp về bị sọc rồi kìa. Chủ yếu cái đích nó mới lâu, mà ra dưới ra dễ. Đắp gì gắt hồ thì mang khô lên, tiếp lớp hồ khác lên thì nó dít dít chấm đắp gì lâu lắm, mất thời gian là do mình. Dứt ra đi, dứt dưới ra đi, lấy dùi dao ra đi, vệ sinh rồi gắt xi măng khô đứt lại. Hỏi đừng đáp đáp vậy. Ừ, rồi lấy dùi dao vệ sinh đi.
Gác chim khô rồi. Xuống rồi. Rồi lấy ra. Quay vòng vòng kia nó nhảy tưng tưng. Đi cái đít tứ á, đít nó dày nó khó vậy, mút đi cái đít về nhiều nhiều tứ á, không mất thời gian rồi. Chế về nhiều á, chế vậy nó không nó đi không ra chị. Nhớ làm chậu không? Cái đít này cũng y như làm cái miệng chậu vậy đó. Rắc ít ít không? Anh kêu rắc ít ít thôi. Lần thứ nhất mình rắc nhiều nhiều chứ, lần thứ hai ít lại. Càng lên phía sau càng ít. Nó mới lên được. Chứ thôi là nó dướng cái này kia nó mất. Mất cái chỉ của mình. Ra đi, nó khô queo vậy nó không có ăn nhậu gì đâu. Ừ. Đừng có dít dít ra cái lúc cuối vậy, lúc cuối nó mất thời gian rồi nè. Nó hồ nó còn dư cứ dít ra bỏ tột lại. Đừng có tiếp đập lên nó mất thời gian. Bạn cũng làm vậy hả? Có gắt nhiều xi măng gì không? Hả? Có gắt nhiều xi măng khô gì không? À không. Và cái nào nó chạy nó em cái công ty của họ này chỉ có đi là mấy đường là nó đẹp mơ luôn. Thiếu vô. Rồi là thiếu vô.
rồi vào đi. Cái gây mà gây được vừa á, sàn. Sàn bỏ vô cái quê, đổ vô cái chậu bự, làm cái đâu chút cái đó. Rồi lấy đi, lấy thì tiếp tục. Tiếp tục cắt quen. Chút mài lại chút. Chút mài lại coi sao. Làm rửa ít thôi, rửa quá lủng coi luôn á. Làm sao hạn chế đó.
anh nó chạy mua được cái dê cây giùm em cái nó mới chạy. Nhiều ít thôi nha.